Lời pháp vàng ngọc của Tổ sư Ấn Quang. 57 lời khai thị về danh hiệu Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Sưu tập Tỳ Kheo Thích Nhất Nhàn. Khai thị số 1. Hỏi: như khi gặp nguy hiểm, lâm vào tình thế chẳng thể cùng một lúc kiêm tụng các chú, thì hãy nên ứng dụng như thế nào? Đáp: gặp phải tai nạn cực nguy hiểm, chỉ nên niệm thánh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát là đỡ tốn tâm lực nhất, lại có cảm ứng nhiều nhất. Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Quang Sao tục biên trả lời những câu hỏi của cư sĩ Khúc Thiên Tường, 27 câu, năm 1932. Lại nữa, nếu tập khí sâu dày, tốt nhất là nên chuyên niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát do tâm Bồ Tát cứu khổ thiết tha. Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Vân Sao tục biên lá thư 104, thư gửi cư sĩ Hồ Tác Sơ. Khai thị số 2. Vân đọc lời huấn dụ từ bi, thuần là những lời tha thiết đến cùng cực, tạo phương tiện đến cùng cực, buồn khóc vì đi vào ngôi rẻ của cả mấy năm, một hôm biết được đường chánh. Từ nay về sau, nhất tâm niệm Phật, hồi hướng cho khắp chúng sanh cùng sanh tịnh độ. Những điều mong mỏi khác, dù tục hay chân, đều đã buông xuống. Quả thực chỉ có một pháp này là có thể an thân lập mạng, tự lời lời tha. Trên an ủi bi nguyện, báo đáp hồng ân, cầu xin bạn cho sự gia bị, thường hành tinh tấn. Còn tính trong tháng tới hoặc trong tháng 8 sẽ lại không nói năng gì, tức là tinh khẩu, thầm niệm thánh hiệu Quan Âm. Thời hạn ngắn hay dài sẽ tùy sức, tùy duyên. Tất cả những nghi thức lưu niệm trong khi bế quan và các nghi vấn kính cẩn trình bày như sau, xin Thầy chỉ dạy, con sẽ cảm kích tuân hành. Tổ Ấn Quang Phê: tâm thường nghĩ đến tu trì, bế quan hay không đều chẳng cần yếu cho lắm, nhưng phải nên viên thông, chớ nên chấp chích cứng, kẹo sẽ đến nỗi chẳng yên lòng, đâm ra vô ích. Đức Quan Âm từ bi rộng lớn, chắc chắn hề có cảm liền ứng, nhưng tâm chớ nên quá gấp rút bập chộp mong được ứng ngay. Ví như trồng lúa, ngày hôm nay vừa gieo giống, liền mong thu hoạch ngay trong bữa nay, sẽ trở thành kẻ si. Cố nhiên, hệ có ai khơi lòng niệm Bồ Tát thì sẽ liền được gia bị. Nhưng chớ nên có những quan niệm hẹp hòi mong cầu ấy, thì sẽ có lợi ích lớn lao vậy. Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao tam biên lời phê trên lá thư của cư sĩ niệm Phật. Nay hiện đang là tình thế hoạn nạn, thiện tai nhân hòa thường xuyên giáng xuống. Bất luận gặp phải những tai ương hoạn nạn như nước lửa, đạo binh, đói kém, ông dịch, sâu rầy, châu chấu, hạn hán, lục lội, oan gia đối đầu, vân vân, chỉ chịu chí thành khẩn thiết thường niệm danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát, chắc chắn có thể gặp dữ hóa lành, gặp nạn thành hên. Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao tục biên
Lá thư 106, thư gửi y sĩ Mã Thông Tiều. Khai thị số 3. Đã biết căn bệnh, lại biết thuốc chữa, chẳng chịu uống ngay, lại còn hỏi han thuốc men, há chẳng phải là vô sự sinh sự? Còn như niệm Phật cũng được, niệm Quán Âm cũng được, cần gì phải lắm phen so đo thừa thải như vậy? Do nỗi khổ trong mặt kiếp nặng nề, Đức Quán Âm lòng bi sâu xa, nên quan thường khuyên người khác niệm kèm thêm danh hiệu Ngài, để mong mau được Ngài từ bi che chở. Niệm Phật cũng chẳng phải là không được cảm thông, mà niệm Phật cũng không phải là chẳng thể niệm kèm danh hiệu Quán Âm. Chuyên niệm hay kiêm niệm đều được. Đức Phật cũng từng dạy con người niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát. Vì thế, biết là hoàn toàn chẳng trở ngại gì. Nếu niệm Di Đà cầu sanh Tây Phương, lại niệm Dược Sư cầu sanh Đông Phương thì không được. Còn Di Đà và Quán Âm là cùng một sự. Những đức Quán Âm bị sáu nguyện nặng nên thường kiêm niệm để mong mau được cảm thông. Tất cả những thứ nghị luận thừa thải đều là chẳng cần thiết. Cổ nhân nói: tuân theo điều đã nghe, hành điều đã biết. Hai câu ấy chính là khuôn phép để tu trì chân thực vậy. Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Vân Sao tục biên, lá thư số 142. Trả lời thư cư sĩ niệm Phật. Khai thị số 4. Còn nói đến chuyện niệm Quán Âm để cầu sanh Tây Phương thì có gì là không được? Chẳng thấy Kinh Lăng Nghiêm nói: cầu vợ được vợ, cầu con được con, cầu phú quý được phú quý, cầu trường thọ được trường thọ. Như thế cho đến cầu đại niết bàn sẽ đắc đại niết bàn đó ư? Đại niết bàn là lý thể chứng được khi thành Phật, rút ráo thành Phật mà còn đạt được, huống hồ vãng sanh Tây Phương ư? Hơn nữa, Quán Âm và Di Đà đều cùng là một chuyện độ sanh, nào có phân biệt? Nhưng cũng phải sáng tối niệm Phật thì xử lý mới viên dung. Chẳng thấy trong Kinh Đại Bi Đức Quán Âm dạy người lễ bái trì chú thì trước hết phải niệm danh hiệu A Di Đà Phật đó sao? Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Vân Sao Tam Biên, lá thư số 18, thư trả lời Hòa Thượng Truyền Độ. Khai thị số 5. Phật Pháp, Pháp nào cũng viên thông, nếu dùng tâm chí thành thọ trì, ắt sẽ có cảm ứng chẳng thể lường được. Chỉ có niệm Phật, niệm Quán Âm là dễ cảm thông nhất. Những kẻ bình dân không ai chẳng biết đến sự cứu khổ, cứu nạn của Quán Âm Đại Sĩ. Hãy nên bảo chí thoát ăn chay trường, hằng ngày lấy niệm Nam Mô A Di Đà Phật và niệm thánh hiệu Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, ắt sẽ có cảm ứng. Nay đặt pháp danh cho chí thoát là Thông Xướng, nghĩa là niệm thánh hiệu ngõ hầu túc nghiệp tiêu diệt, tâm địa thông đạt, lời lẽ thông suốt vậy. Sáng tối niệm Phật bảo như đó câu, niệm Quán Âm cũng chừng đó.
Ngoài ra thì từ sáng đến tối chuyên niệm Quán Âm, bất luận niệm ra tiếng, niệm thầm đều phải dùng tai lắng nghe. Hễ nghe thì công đức càng lớn. Đi đứng nằm ngồi đều niệm được. Khi nằm vào lúc áo mũ không chỉnh tề, chưa rửa tay súc miệng thì đều nên niệm thầm. Trong kinh Lăng Nghiêm, Đức Quán Âm nói: Ta đắc Phật tâm chứng nơi rút ráo, có thể dùng chân bảo đủ mọi cách cúng dường mười phương Như Lai cùng với pháp giới lục đạo chúng sanh. Cầu vợ được vợ. Cầu vợ là cầu được người vợ hiền thiện, cầu con được con, cầu tam muội được tam muội, cầu trường thọ được trường thọ. Như thế cho đến cầu đại niết bàn, đắc đại niết bàn. Từ ngữ như thế cho đến bao gồm hết thảy những điều mong cầu. Đại niết bàn là Phật quả rốt ráo mà còn có thể cầu được, huống là những chuyện nhỏ nhặt khác mà chẳng thể được ư? Hãy nên phất tâm tự lợi lợi tha, tùy theo lòng thành của người mong cầu và sự tinh thuần của hạnh ấy lớn hay nhỏ mà được cảm ứng lớn hay nhỏ. Nếu muốn làm chuyện ác mà cầu Bồ Tát thì chẳng những không được phước mà còn mất họa lớn. Phòng hết thảy những bệnh thuốc men chẳng thể trị được, đều dùng thuốc A Di Đà một vị này để chữa trị. Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Vân Sao Tam Biên, lá thư số 21, thư trả lời Hòa Thượng Bỉnh Sơ. Khai thị số 6. Thế đạo hiện thời là thế đạo đại hoang nạn, hỏa hoạn xảy đến không thể trốn tránh được. Chỉ có niệm Phật, niệm Quan Thế Âm thì mới chẳng gặp hoạn nạn. Dẫu bất hạnh gặp phải thì cũng có thể gặp dữ hóa lành. Gần đây những kẻ do gặp hoạn nạn bèn niệm Phật, niệm Quán Âm được cảm ứng nhiều không kể xiết. Gia đình ông còn được coi là có của ăn của để. Hãy nên dạy nam nữ lớn bé trong nhà đều hằng ngày niệm Phật bao nhiêu đó câu, niệm Quán Âm bao nhiêu đó câu để làm kế dự phòng. Lúc vô sự niệm thì sẽ không có hòa hoạn. Dẫu lúc đương đầu với hoạn nạn mà có thể chí tâm niệm thì công đức cũng chẳng thể nghĩ bằng. Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Vân Sao Tam Biên, lá thư số 82, thư trả lời cư sĩ Châu Trọng Hoa, lá thư số 2. Khai thị số 7. Chữa bệnh thì đối với những căn bệnh do oán nghiệp khó lành, hãy nên dạy bệnh nhân xưng niệm thánh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát và khuyên họ kiên giết bảo vệ sinh mạng, yêu tiết sinh mạng loài vật. Chẳng những bệnh nhân được hưởng sự tốt lành, tiêu nghiệp khỏi bệnh, mà ý đạo của tứ cần cũng sẽ nhờ đấy ngày càng phát đạt. Gần đây Tây Y hệ thấy bệnh nhân ăn chay bị bệnh, liền thường khuyên họ nên ngã mặn, bảo ăn thịt giàu chất bổ, chẳng biết gây trở ngại cho phép dinh dưỡng, lại còn kết oán nghiệp nữa. Trích dẫn Ân Hoàng Pháp Sư Vân Sao Tạm Biên Nguyện 2, thư trả lời cư sĩ Phượng Thanh Chiếu, lá thư số 8. Khai thị số 8.
thời cuộc hiện tại nguy hiểm vạn phần. Bất luận già trẻ, trai gái đều nên chỉ tâm niệm Nam Mô A Di Đà Phật và Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát để dự phòng. Kiếp vận hiện thời có trốn cũng trốn không được, có đề phòng cũng chẳng thể đề phòng. Chỉ có cây vào lòng từ của Phật chắc sẽ được che chở trong cơn nguy hiểm nhỏ. Nếu đại hiểm họa xảy đến, có lẽ mọi người sẽ đều cùng chết sạch. Tuy người niệm Phật chẳng thể riêng một mình thoát khỏi kiếp nạn, tránh khỏi cái chết, nhưng chết rồi sẽ đi về đâu, mỗi người một khác. Người niệm Phật sẽ nhờ vào Phật lực sanh về Tây Phương. Dẫu chẳng thể sanh về Tây Phương, cũng sanh trong đường lành, chọn chẳng cùng đọa trong ác đạo như người không niệm Phật. Chẳng thể không biết đến ý này. Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Vân Sao Tam Biên, lá thư số 95, thư trả lời cư sĩ Lũ Dung Cát. Khai thị số 9. Niệm Quan Âm thì không chỉ khuyên bảo tình hữu niệm, mà hãy nên tuyên cáo trong thôn mình ở và những thôn lân cận. Bất luận già trẻ, trai gái đều nên ăn chay niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Mọi người ai nấy ở trong nhà mình, vừa làm việc vừa niệm, thường niệm trong khi đi đứng nằm ngồi, chắc chắn chẳng bị ôn dịch. Ví dụ, năm trước các xứ bị dịch tả thật dữ dội. Tại vùng phụ cận của trấn Tự Tiền thuộc huyện Trường Thành, tỉnh Thiểm Tây, cả mấy trăm người chết. Trong thôn của một đệ tử có 50-60 nhà, ông ta dạy mọi người điều niệm Quan Âm, nên chỉ có 2 kẻ xấu bị chết, những người khác đều bình an. Cư sĩ Hà Hồng Cát ở huyện Cam Cốc, tỉnh Cam Túc đề xướng niệm Phật. Phàm những chỗ niệm Phật, tật dịch chẳng xâm nhập bờ cõi. Ông khuyên tình hữu niệm là biện pháp nhỏ, vậy già trẻ, trai gái trong cả thôn đều niệm mới là biện pháp lớn. Tốt nhất là ăn chay trường, nếu chẳng thể thì cũng nên bớt ăn mặn. Dẫu chưa thể ăn chay cũng phải niệm. Đặng trong lúc hung hiểm này, chỉ có niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát là được cứu vớt, che chở. Những kẻ sợ chết muốn được yên vui sẽ chẳng đến nỗi vẫn chẳng nghĩ làm như vậy là đúng mà coi thường. Tụ tập đạo hữu để niệm thì nên chia thành 3 ban. Một ban đi nhiễu niệm ra tiếng, 2 ban tịnh tọa niệm thầm. Như thế sẽ thành ra niệm suốt ngày nhưng chẳng đến nỗi quá mệt. Nếu cùng nhau niệm ra tiếng hết thì một lúc lâu sau, do quá mệt chắc sẽ đến nỗi đổ bệnh. Do chẳng khéo lập cách, đâm ra làm cho kẻ vô tri, bảo Phật pháp chẳng linh, oan uổng tạo khẩu nghiệp. Chẳng thể không biết điều này. Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Vân Sao Tam Biên, lá thư số 110, thư trả lời cư sĩ Mục Tông Tịnh, lá thư số 2. Khai thị số 10. Nổi đến tật dịch, hãy bảo mọi người đều cùng ở trong nhà của chính mình niệm Quan Thế Âm Bồ Tát. Sáng tối đến Phật đường để bái bao nhiêu đó lạy,
và niệm bao nhiêu đó câu. Ngoài ra, bất luận đi đứng nằm ngồi và làm hết thảy chuyện, trừ lúc viết văn, tính sổ với dụng tâm ra, khi làm hết thảy mọi chuyện khác đều nên niệm. Niệm khi ngủ thì nên niệm thầm trong tâm, nếu áo mũ chính tề, tay vào miệng rửa súc sạch sẽ rồi, niệm ra tiếng cũng được, niệm thầm hay niệm nhỏ tiếng đều được. Nếu ngủ nghỉ hoặc lúc mới dậy, áo mũ vẫn chưa chỉnh tề, hoặc khi tắm rửa tiêu tiểu, hoặc đến chỗ không sạch, niệm thầm trong tâm cũng có công đức y hệt như vậy. Nếu niệm ra tiếng sẽ chẳng hợp nghi thức. Ví như đứa trẻ nhớ mẹ, trong suốt một ngày không lúc nào chẳng nghĩ nhớ đến mẹ, dẫu khi ngủ nghỉ tắm rửa tiêu tiểu, há để cho trong tâm hoàn toàn quên mất chuyện niệm Phật. Đã nhớ được vô ngại thì niệm thầm trong tâm cũng vô ngại. Người tuy chí ngu cũng không ai chẳng sợ chết. Niệm Quan Thế Âm có thể được Ngài che chở, khỏi bị lấy bệnh dịch ác nghiệp ấy. Nếu dạy hết thầy mọi người trong một ngày, thế thuận tiện bèn niệm, thì tiếng niệm Quan Âm sẽ vang khắp ruộng đất đường xa. Đang trong cuộc đời cực khổ cực ác này, chỉ A Di Đà Phật, Quan Thế Âm Bồ Tát là đáng nương tựa được. Dạy cho khắp hết thảy già trẻ trai gái hằng ngày thường niệm Quan Thế Âm trong nhà, bảo đảm chẳng gặp tai họa, được nhiều điều tốt lành. Chỉ nên đến niệm trong điện thờ Quan Âm vào buổi sáng và buổi tối. Ngoài ra, tùy mỗi người đi đứng nằm ngồi đều có thể niệm, sao cho thuận tiện. Đây quả thật là phương cách thuận tiện nhất. Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Vân Sao Tam Biên, lá thư số 143, thư trả lời cư sĩ Đinh Đức Tấn, lá thư số 6. Khai thị số 11. Đang trong thời thế nguy hiểm như chứng chồng này, chỉ nên chuyển tâm niệm Phật, niệm Quán Thế Âm để cầu được ngầm che chở. Huống chi ông còn bận việc nhà, rảnh rỗi đâu để nghiên cứu những sách ấy. Ví dụ, mấy năm trước đây, thiểm tay bị tai nạn, phương Nam đã nhiều lượt quyên góp chợ tới. Nay Hồ Bắc, Giang Tây, Giang Tô, các xứ bị nước nhận chìm, thảm chẳng nỡ nghe, cũng chẳng nỡ nói. Quyên mộ đủ cách khác nhau, ông Tào Tuấn Kiều, người Tô Châu, cũng quy y với quan. Mấy năm gần đây quy mộ cho thiểm tây gần đến 10 vạn, đều giao hết cho Châu Tử Kiều. Lần này chính phủ phái ông ta sang Giang Bắc lo liệu cứu trợ, Tô Châu cũng quyên góp được 6-7 vạn đồng, cùng mấy vạn bộ quần áo cũ các loại và áo lạnh mới may, nhưng vẫn chỉ là chén nước xe củi, chẳng thể cứu trợ trọn khắp. Đê đập trên sông ngòi sụt lở rất nhiều, cứu trợ dân chúng bị nạn còn chưa đủ tiền để lo trọn, huống là tu bổ đê ư. Khoản tiền tu bổ đê so với khoản tiền của người sẽ nhiều gấp mấy chục lần. Nếu không tu bổ đê, hệ nước lớn, cả vùng sẽ biến thành cái đầm. Nếu tu bổ,
đào đâu ra khoản tiền ấy. Trời giáng họa xuống Trung Quốc lần này là lớn nhất. Thứ thiên tai nhân họa này đều do mọi người chẳng nói tới nhân quả báo ứng, đến nỗi trở thành tình thế phế kinh điển, phế luân thường. Tình người như nước, lệ pháp như đê, phá trừ lệ giáo, đến nỗi có người đâm ra chẳng bằng cầm thú. Cho nên mới thành tình thế đê đập điều vỡ, nước lũ chảy chằng lan. Hãy nên gấp rút dạy gia quyến thân bằng niệm Phật để dự phòng. Những chuyện không khẩn yếu xin hãy để từ từ rồi mới tiến hành. Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, lá thư số 144. Thư trả lời cư sĩ Ninh Đức Tấn, lá thư số 7. Khai thị số 12. Đọc thư Bí Chí Phạm sinh con trong tháng 5, bị bệnh nặng. Về sau, do niệm thánh hiệu Quán Âm mà được lành, lại còn sinh nở dễ dàng. Đứa con tướng mạo đoan chánh, thật có thể nói là Bồ Tát là bậc cha mẹ đại từ bi. Một người hồi hồi ở Hồ Nam, người theo đạo hồi hồi quy y, chỉ có một gia đình này mà thôi. Tên là Mã Thuấn Khanh, và vợ cùng con gái 5-6 người đã quy y trước đây. Giữa thu năm ngoái gửi thư đến, nói bà vợ sinh 2 đứa con đầu còn khỏe, chứ về sau mỗi lần sinh con đều bị băng huyết đáng sợ lắm. Nay không lâu nữa sẽ sanh, hỏi có biện pháp nào không? Quan dạy vợ chồng họ cùng niệm thánh hiệu Quán Âm. Thư gửi đến, ngày hôm sau bà ta liền sanh, chọn chuẩn bị những chuyện khó sanh, băng huyết. Về sau, ông ta gửi thư đến cảm tạ, nói rõ nguyên do, lại còn nói với họ về lợi ích của Phật Pháp, khiến cho họ tín phụng tu trì. Phàm gặp ai bệnh nặng đều bảo họ niệm Phật và niệm Quán Âm. Phàm gặp phụ nữ đều dạy họ niệm sẵn, để chẳng đến nỗi vì sanh nở mà phải chịu khổ hay mất mạng. Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, lá thư số 174. Thư trả lời cư sĩ Lý Uy Nông, lá thư số 7. Khai thị số 13. Nay nhận được thư ông đề ngày 21 tháng 5, cho biết bệnh mắt vẫn chưa lành, nhưng khi trời nóng bức không chỗ nào tránh né được, lại còn bị dịch thời khí. Dịch thời khí là những bệnh dịch thường xảy ra ồ ạt vào mùa hè, như dịch tả, dịch hạch, vân vân. Đấy là do ác nghiệp đồng phận của chúng sanh chiêu cảm. Xin hãy bảo khắp người làng cùng kiên sát sanh niệm thánh hiệu Quán Thế Âm, để mong tật dịch tiêu diệt. Nếu có thể khẩn thiết chí thành, chắc chắn có hiệu nghiệm lớn lao. Ngay như bệnh mắt của ông cũng sẽ do tuyên nói rộng rãi lời này mà được lành bệnh. Biển khổ rộng mênh mông, Quán Âm là bậc cứu độ. Nếu ai nấy chí thành trì tụng mà bị chết vì tật dịch, thì trời đất cũng sẽ đổi ngôi, mặt trời mặt trăng cũng sẽ xoay ngược. Nếu hời hợt hờ hững niệm thầm 1-2 câu,
mà muốn được hiệu quả, khởi tử hồi sinh ngay. Tuy Bồ Tát Đại Từ cũng chẳng làm sao được. Chẳng phải là Ngài không chịu cứu tế, nhưng vì tâm kẻ ấy chẳng chân thật thiết tha, quyết có thể cảm thông được. Mong hãy nói cặn kẽ những điều này với người làng thì may mắn lắm thay. Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Vân Sao Tam Biên, lá thư số 210, thư trả lời cư sĩ Châu Bá Tù, lá thư số 14.